siêu to luôn. Ôi con này nó phải 2-3 tạ mất. Mày dạ mỏ, chứng tỏ lúc nãy con này là thật đấy nha. Không không. Bên kia kìa, anh nhìn em từ bên kia sang kìa. Ôi, mình lúc nãy cứ tưởng là bằng đá quá là thật. Quay luôn. Cái nhau là đá. Xin chào tất cả mọi người, xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh của mình là Kim Thành. Đây mình đi Hà Nội đưa vợ đi khám thì hôm nay mình sẽ đi tham quan thủy cung một vòng xem thế nào nhé. Đây là thủy cung ở Tham City. Khoái chứ. Mấy con cá đĩa này đẹp nhỉ, bể nước trong. Đây là khu vừa vào cửa là khu nước ngọt, khu cá nước ngọt, cá đĩa này. Cá đĩa dưa hấu. Cá đĩa dưa hấu. Còn đây là cá coi. Đó. Nuôi nhiều này nước đục rồi. Bên cá coi. Cá coi là dần cá coi chết rét rồi. Ở trong đường vào thì là khu cá nước ngọt này. Cá sấu hỏa tiễn này. Đây là cá sấu hỏa tiễn. Đấy. Trước anh định nuôi con này thì. Đấy. Bên này là cá hồi này. Con tầm kia to nhỉ. Ồ, con cá tầm to đấy. Không nhận vào máy nó bé thật đấy, bên ngoài nhìn nó to này. Này, cái to cái tay mình mới biết là nó to này. Đúng rồi. Nè. Ừ. Cá sấu. Cá lấy cá gì? À, cá chê mỏ vịt. Xin chào. Cá hô này, đây là con cá hô. Hô này ăn ngon lắm này. Bên này á, bên này là cá chấm đen hay chương trình cái gì? Họ ghi nhưng mà đây là chấm đen, còn đây là cá ấy này. Còn đây là cá ba sa này, bạch tạng này. Xanh thích cái này. Cái gì à? Chính dưới cái gì à? Anh nhìn thấy chưa? Con trong cái gì à? Đấy chưa? Không không không, con cá đấy nó là cá chê đuôi đỏ. Hay cái gì đấy? Trình nó giống kiểu con lươn cơ. Này. Cá rồng đấy, đúng rồi. Ba con. Ở khu vực chính này là cá nước ngọt là chính thôi. Đây giống kiểu là bể thủy sinh như thế này. Cây trong này toàn là cây giả thôi nhé. Đâu giờ có cây thật cả. Này nó phải mấy tạ. Ui. Siêu to luôn. Ui con này nó phải 2-3 tạ mất. Chứng tỏ lúc nãy con này là thật đấy nha. Không không. Bên kia kìa, anh nhìn em từ bên kia sang kìa. Ôi, mình lúc nãy cứ tưởng là bằng đá quá là thật. Quay luôn. Cãi nhau là đá quá là thật. Sau khi mọi người đi qua cái khu vực cá nước ngọt thì mọi người sẽ đến là cái khu vực cá nước mặn nhé. Và cái khu vực của các loài bò sát nữa. Ở đây thì các loài cá nước mặn thì mình thấy là sẽ đẹp hơn các loài cá nước ngọt, tại vì cái màu sắc nó rất là đẹp luôn. Về các loài cá nước mặn này thì mình không biết là tên của các loài cá này là gì, nên là mình không biết là diễn tả thế nào. Như ở các bể này thì họ có ghi tên của loài cá đấy luôn mọi người nhé. Cái này là cái gì ấy mà?
là cá cá hòm này, cá bò hòm này, và cá này ngon lắm đây. Đây nhìn như kiểu cá Ali. Cá hề này. Đây là bể cá hề này, cái loài cá hề này mình cũng rất là thích này, nhưng mà ở trước mình có nuôi thử nhưng mà kinh nghiệm không có, nuôi nó hay bị chết. Mình rất là thích cái loài cá này luôn. Đây mình là cá trình này, hôm nay vợ mình bên kia lại cứ nghĩ là cá trình, con mà cá chê đuôi đỏ ấy. Đây mình là cá trình này, to lắm. Đây là khu bò sát mọi người nhá, khu bò sát này. Đây là con... Rùa thật luôn, không có con nào là con giả cả. Đây là khu bò sát này, đây có những cái loài động vật này. Nó lại ăn chay nhá mọi người, ăn chay thôi. Con này là con kỳ đà. Mỗi một con. Con này thì có cả những loài rắn nhá. Cẩm long, cẩm lia thứ này. Cái này lúc nãy đi ở bên ngoài kia mà mình cứ tưởng là nó nằm im này, nhìn này không chủ động luôn, nhìn cứ như cổ cá không, như là khổ thế. Các bể ở đây được thiết kế theo một cái đường kiểu đường gần dạng kiểu đường rích sắt các mọi người nhé. Riêng cái bể của mấy cái con cá to đùng này thì ở ngay chỗ cửa ra vào cũng nhìn thấy, và sau khi mình đi một vòng thì cũng lại nhìn thấy ở bên này luôn. Chỉ duy nhất cái bể này là nhìn được hai mặt thôi, còn các bể khác thì không nhìn được hai mặt mọi người nhé. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Bây giờ là đi vào khu vực bể chính mọi người nhé. Ở đây thì bể chính thì hôm nay có biểu diễn làng tiên cá thì không biết thế nào. Đây mình cũng có nghe hướng dẫn nói là tùy hôm thì sẽ có biểu diễn cá mập mọi người ạ. Chứ hôm nay thì mình đi vào thứ bảy thì không có biểu diễn cá mập, nên là chỉ có biểu diễn làng tiên cá thôi. Và cá to nhỉ, đây là biển, đây là biển nước mặn này. Ra đầu này luôn mà vậy. Ở đây mà con cá cái to khủng khiếp luôn kìa. Ui. À tí nữa chứ, tí nữa gì đã quay lại. Hôm nay là cuối tuần nên là mọi người đổ về thủy cung này thì khá là đông, chật kín luôn đi. Hôm nay đông dã man luôn, mọi người đi lại còn cảm giác là hơi khó một chút. Kia là hai làng tiên cá kia. Ở khu vực bể chính này, bể này rất là rộng nhé, mà có rất là nhiều loài cá biển nên là mọi người chỉ cần đứng ở dưới này, mọi người tham quan tìm cho mình một cái địa điểm nào đó đứng để tham quan tất cả thôi, chứ không cần đi về phía trước đâu. Đây mình sẽ đi về phía trước để xem ở trong khu vực bên trong nó sẽ như thế nào nhé. Wow, to cá to. Ở đây mà cho lên đĩa thịt thì đấy, giờ thì quay thoải mái chưa? Quay cũng thế này. Con cá đang nhìn như kiểu cá sủ vàng nhưng mà không biết phải không. Ở cái thủy cung, ở cái bể chính này thì có rất là nhiều cá biển, mình không am hiểu về các loài cá biển lắm nên là mình không biết là trong này có những cái loài gì. Cá đây thường thì nó bơi theo đàn luôn nên là nhìn cái quang cảnh ấy rất là đẹp. Trong xa xa kia là một con đầu con tàu bị đắm á. Rồi. Ở khu vực này thì nó có rất là nhiều cái loài cá biển mọi người nhé. Và cá ở đây cũng rất là to. Ở xa xa kia là có một cái tàu đắm. Nếu mọi người mà ở xa đi về Hà Nội ấy, thì mọi người mà có con nhỏ ấy, thì mọi người nên cho cháu đến thủy cung ở Tham City tham quan một lần mọi người nhé. Đây vé vào là người lớn là 220.000. Đây mọi người là đi về cái khu vực là mặt trước sảnh chính này, xong đầu là ở bên tay trái của mình ấy, thì nó sẽ có lối ra luôn. Mọi người nếu mà muốn để đẹp nhất, ngắm cái đẹp nhất thì mình nghĩ là mọi người đứng ở dưới cái vòm kia là đẹp nhất mọi người nhá. Đi đi về trước này thì mọi người chỉ nhìn được một mặt này thôi, còn mọi người đứng ở dưới cái vòm thì mọi người sẽ tham quan được hết các thứ luôn. Hôm nay gần như là đông chật cứng luôn. Mọi người nếu mà đi tham quan thì thường mọi người sẽ đi vào từ thứ 2 đến thứ 6 thì cái lượng du khách đổ về đây nó sẽ ít hơn. Chứ nếu mà đi vào thứ 7, chủ nhật thì nó rất là đông mọi người nhé. Video của mình tham quan thủy cung thì đến đây kết thúc. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi nhé. Đây cuối tuần nó đông quá các bạn. Và
toàn là quen người đây. Thank you.